Cô xin chào tất cả các em. Chào mừng các em đã đến với chương trình dạy học trực tuyến của cô Tấm. Hôm nay cô trò chúng mình sẽ cùng nhau học môn tiếng Việt lớp 2, tập 1, sách kết nối tri thức với cuộc sống của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Bài 5, nói và nghe. Hôm nay chúng mình sẽ học bài Em có xinh không? Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau vào bài học nhé. Đây là nội dung các bức tranh trong bài đọc Em có xinh không? Bây giờ các em hãy cùng nhau quan sát lên bức tranh và lắng nghe cô giáo kể lại câu chuyện Em có xinh không? Mời các em hãy chú ý lắng nghe. Em có xinh không? Voi em thích mặc đẹp và thích được khen xinh. Ở nhà, voi em luôn hỏi anh, em có xinh không? Voi anh bao giờ cũng khen, em xinh lắm. Một hôm, gặp hươu, voi em hỏi, em có xinh không? Hươu ngắm voi rồi lắc đầu, chưa xinh lắm vì em không có đôi sừng giống anh. Nghe vậy, voi nhặt vài cành cây khô, gài lên đầu rồi đi tiếp. Gặp dê, voi hỏi, em có xinh không? Không, vì cậu không có bộ râu giống tôi. Voi liền nhổ một khóm cỏ dại bên đường, gắn vào cằm, rồi về nhà. Về nhà với đôi sừng và bộ râu giả, voi em hớn hở hỏi anh, em có xinh hơn không? Voi anh nói, trời ơi, sao em lại thêm sừng và râu thế này? Xấu lắm. Voi em ngắm mình trong gương và thấy xấu thật. Sau khi bỏ sừng và râu đi, voi em thấy mình xinh đẹp hẳn lên. Giờ đây, voi em hiểu rằng mình chỉ xinh đẹp khi đúng là voi. Như vậy vừa rồi, cô đã kể lại cho các em nghe toàn bộ câu chuyện Em có xinh không? Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau đi vào phần đầu tiên, đó là quan sát tranh, nói tên các nhân vật và sự việc được thể hiện trong tranh. Trước tiên chúng mình cùng nhau quan sát bức tranh thứ nhất, cho cô biết ở tranh 1 có những nhân vật nào và sự việc gì đã diễn ra trong bức tranh. À, các em ạ, trong tranh thứ nhất chúng mình thấy có nhân vật đó là voi anh và voi em đấy. Sự việc xảy ra đó là voi em hỏi, voi anh, em có xinh không? Tiếp tục bức tranh thứ hai, cho cô biết trong tranh thứ hai có những nhân vật nào và sự việc gì đã diễn ra trong bức tranh? Các em ạ, trong bức tranh thứ hai, chúng mình quan sát thấy đó là nhân vật voi em và hươu đấy. Sự việc xảy ra là sau khi nói chuyện với hươu, voi em đã bẻ vài cành cây, gài lên đầu để có sừng giống hươu. Tiếp tục, các em hãy quan sát bức tranh thứ ba, cho cô biết tranh ba có những nhân vật nào và sự việc gì đã diễn ra trong bức tranh. Trong bức tranh thứ ba, có nhân vật đó là voi anh, voi em và dê đấy. Vậy, sự việc đã xảy ra đó là khi nói chuyện với dê, voi em đã nhổ một khóm cỏ dại ở bên đường, dính vào cằm mình cho giống dê. Tiếp tục, chúng mình quan sát bức tranh thứ tư. Cho cô biết, tranh thứ tư có những nhân vật nào và sự việc gì đã diễn ra trong bức tranh? Các em ạ, trong tranh thứ tư, đó là nhân vật voi em và voi anh. Sự việc là voi em đã hỏi voi anh, em có xinh hơn không? Và voi anh đã bảo, trời ơi, sao em lại có thêm sừng và râu thế kia? Xấu lắm. Như vậy, chúng mình đã trả lời được các câu hỏi ở trong các bức tranh về các nhân vật và sự việc diễn ra trong từng tranh rồi đấy. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang yêu cầu thứ hai. Yêu cầu hai như sau, kể một hoặc hai đoạn truyện theo tranh. Các em hãy quan sát các bức tranh. Đây là các bức tranh tương ứng với câu chuyện Em có xinh không? Bây giờ các em hãy quan sát và nghe cô kể lại từng đoạn của câu chuyện theo từng bức tranh nhé. Bức tranh thứ nhất, voi em thích mặc đẹp và thích được khen xinh. Ở nhà, nó luôn hỏi anh, em có xinh không?
Voi anh bao giờ cũng khen, em xinh lắm. Tiếp tục bức tranh thứ hai. Chúng mình thấy ở bức tranh thứ hai đó là một hôm voi em gặp hươu con. Nó hỏi, tớ có xinh không? Hươu trả lời, chưa xinh lắm vì cậu không có sừng giống tôi. Tiếp tục chúng mình nghe nội dung của tranh 3. Gặp dê, voi em hỏi, em có xinh không? Dê trả lời, không, vì cậu không có bộ râu giống tôi. Nghe vậy, voi liền nhổ một khóm cỏ dại bên đường, gắn vào cằm rồi về nhà. Tiếp tục bức tranh thứ tư. Có đôi sừng và bộ râu giả. Về nhà, voi em hớn hở hỏi anh, em có xinh hơn không? Voi anh chê là, trời ơi, sao em lại thêm sừng và râu thế kia? Xấu lắm. Voi em đã ngắm mình trong gương và thấy xấu thật. Nó liền bỏ đôi sừng và chòm râu đi và thấy mình xinh đẹp hẳn lên. Như vậy vừa rồi chúng mình đã nghe cô kể nội dung của từng bức tranh. Tranh 1, tranh 2, tranh 3 và tranh 4. Bây giờ các em hãy lựa chọn để chúng mình kể lại nội dung của một hoặc hai đoạn dựa theo bức tranh nhé. Các em hãy chia sẻ phần kể chuyện đoạn 1 hoặc đoạn 2 cho người thân, bạn bè cùng nghe nhé. Tiếp tục chúng mình cùng nhau chuyển sang phần tiếp theo. Phần tiếp theo đó là yêu cầu chúng mình hãy kể cho người thân về nhân vật voi em trong câu chuyện. Các em ạ, nhân vật voi em trong câu chuyện là một em bé voi rất là thích được khen xinh. Cho nên khi kể về nhân vật voi em thì chúng ta nên kể với giọng vui vẻ, nhí nhảnh để thể hiện là voi em rất thích khen xinh đấy các em. Như vậy chúng mình sẽ, trước khi kể thì chúng mình sẽ xem lại các bức tranh và câu hỏi gợi ý ở dưới tranh để nhớ lại diễn biến tâm lý của voi em nhé. Và hãy kể cho người thân của mình nghe những hành động của voi em sau khi nghe hươu và dê con đã góp ý. Rồi sau khi về nhà gặp voi anh thì hành động của voi em sau khi nghe voi anh nói thì cuối cùng voi em đã nhận ra điều gì? Và sau đó em hãy lắng nghe ý kiến của người thân khi em kể chuyện nhé. Như vậy qua câu chuyện này chúng mình thấy được rằng khi chúng ta bắt chước người khác thì chúng ta sẽ không được xinh đẹp như của chúng ta. Do đó chúng ta cần phải biết mình đẹp hơn do là chính của mình thôi, chứ mình không nên bắt chước nhiều vào người khác. Vẻ đẹp mỗi người đều có một vẻ đẹp riêng, không có ai giống ai cả, cho nên chúng mình không nên bắt chước người khác. Tiết học của cô hôm nay đến đây là hết rồi. Thân ái chào tạm biệt các em. Chúc các em chăm ngoan, học giỏi và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau. Cảm ơn các em đã xem video. Hãy bấm like để ủng hộ kênh. Comment để nêu ý kiến của bạn. Đăng ký kênh để được xem video mới.